Cô chào tất cả các con. Tiết học luyện từ và câu hôm nay, cô và các con cùng đến với bài học câu kể ai là gì. Vậy câu kể ai là gì gồm những bộ phận nào và sử dụng để làm gì thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài học. Nhận xét 1. Đọc đoạn văn sau. Các con cùng đọc thầm theo cô. Hôm ấy, cô giáo dẫn một bạn gái vào lớp và nói với chúng tôi: "Đây là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta." Bạn Diệu Chi là học sinh cũ của trường tiểu học Thành Công. Bạn ấy là một họa sĩ nhỏ đấy. Các em hãy làm quen với nhau đi. Cả lớp tôi vỗ tay rào rào, đón chào người bạn mới. Diệu Chi bẽn lẽn gật đầu chào lại. 2. Trong 3 câu in nghiêng ở trên, những câu nào dùng để giới thiệu, câu nào nêu nhận định về bạn Diệu Chi? Cô sẽ đọc lại phần in nghiêng. Đây là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta. Bạn Diệu Chi là học sinh cũ của trường tiểu học Thành Công. Bạn ấy là một họa sĩ nhỏ đấy. Thì câu để giới thiệu về bạn Diệu Chi đó là câu: đây là bạn Diệu Chi, bạn mới của lớp ta. Và câu: bạn Diệu Chi là học sinh cũ của trường tiểu học Thành Công. Vậy câu nhận định về bạn Diệu Chi đó là câu: bạn ấy là một họa sĩ nhỏ đấy. Và câu này nhận định bạn Diệu Chi là một người vẽ rất đẹp. Và tiếp theo, cô và các con sẽ cùng tìm hiểu về các bộ phận của câu kể ai làm gì. Thì bộ phận của câu kể ai là gì có hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì. Và bộ phận thứ hai trả lời cho câu hỏi là gì, là ai, là con gì. Vậy câu đầu tiên, đây là bạn Diệu Chi, bạn mới của lớp ta. Vậy bộ phận trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì đó là đây. Và bộ phận trả lời cho câu hỏi là gì, là ai, là con gì đó là gì, là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta. Câu tiếp theo, bạn Diệu Chi là học sinh cũ của trường tiểu học Thành Công. Vậy bộ phận trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì đó là bạn Diệu Chi. Và bộ phận trả lời cho câu hỏi là gì, là ai, là con gì đó là học sinh cũ của trường tiểu học Thành Công. Câu tiếp theo, bạn ấy là một họa sĩ nhỏ đấy. Vậy bộ phận trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì đó là bạn ấy. Và bộ phận trả lời cho câu hỏi là gì, là ai, là con gì đó là một họa sĩ nhỏ đấy. Thì các con thấy trong câu kể ai là gì thì đều có chữ là. Kiểu câu ai là gì khác hai kiểu câu đã học: ai làm gì, ai thế nào, ở chỗ nào. Thì các con thấy câu kể ai làm gì, chúng ta có chủ ngữ là ai, cái gì, con gì và vị ngữ là làm gì. Trong câu kể ai thế nào, chúng ta sẽ có chủ ngữ là bộ phận trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì và vị ngữ là bộ phận trả lời cho câu hỏi thế nào. Và câu kể ai là gì, chúng ta có chủ ngữ là bộ phận ai, cái gì, con gì
trả lời cho câu hỏi ai cái gì, con gì, và bộ phận vị ngữ sẽ trả lời cho câu hỏi là gì, là ai, là con gì. Thì chúng ta thấy ở đây chủ ngữ của ba câu này nó giống nhau, là đều trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì. Và bộ phận vị ngữ, các con chú ý, ba kiểu câu này khác nhau chủ yếu ở bộ phận vị ngữ. Đó là bộ phận vị ngữ của câu chạy ai làm gì sẽ trả lời cho câu hỏi làm gì. Bộ phận của vị ngữ của câu kể ai thế nào trả lời cho câu hỏi thế nào. Và bộ phận vị ngữ của câu kể ai là gì sẽ trả lời cho câu hỏi là gì, là ai, là con gì. Thì qua các bài tập trên, cô rút ra cho các con một kết luận. Câu kể ai là gì gồm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là chủ ngữ trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì. Bộ phận thứ hai là vị ngữ trả lời cho câu hỏi là gì, là ai, là con gì. Và câu kể ai là gì được dùng để giới thiệu hoặc nêu nhận định về một người, một vật nào đó. Tiết học của cô đến đây là kết thúc. Cô cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe. Các con có thể nghe kỹ lại một lần nữa và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bộ câu hỏi. Các con sẽ trả lời trong bộ câu hỏi. Sau đó chúng ta sẽ làm bài tập để luyện tập